Kinect 2 nhịp ngửa phi, tức là tần số lớn hơn là 120 lần trên phút, và nghe thấy rệt ran ở 1/3 dưới đáy phổi, và bệnh nhân ở có nhồi máu cơ tim sau dưới, thì với nhịp chậm thì có thấy ta có thể nghe thấy là nhịp ngửa phi hay không và tại sao? Đầu tiên thì mình sẽ đi là sơ lược sinh lý về các tiếng tim. Thì chủ hoạt động của cơ tim là một chuỗi bơm máu rất nhịp nhàng và liên tục. Ta sẽ chia nó thành từng chu kỳ. Chu chuyển tim được tính từ lúc là kết thúc lần co thắt này đến lúc là kết thúc lần co thắt kế tiếp của tim. Một chu chuyển tim thì sẽ chia làm là hai chu kỳ, đó là kỳ thu tâm và trung tâm. Thu tâm thì gồm có là thu nhĩ, thế này, thu thấp. Trung tâm thì gồm có là giãn đồng thể tích, còn gọi là giãn đẳng trường, và thời kỳ là đổ đầy thấp. Bắt đầu là đầu tiên là giai đoạn là thu nhĩ, tương ứng nó bắt đầu là lúc là ở đỉnh sóng P. Lúc này thì tâm nhĩ nó sẽ thu lại và tạo những cái nhu động để tống máu từ nhĩ xuống thấp. Ở tâm nhĩ thì nó sẽ lúc này ở trong thời kỳ thu nhĩ thì các lỗ thông với tĩnh mạch chủ và với tĩnh mạch phổi nó sẽ bị hẹp lại. Đồng thời thì cho sự chênh lệch áp suất giữa nhĩ và thấp thì nhĩ nó sẽ tống máu từ nhĩ xuống thấp. Đồng thời thì cũng có một ít lượng máu nó đi lên tĩnh mạch. Khi mà máu đi từ nhĩ xuống thấp thì nó sẽ tạo ra những va đập trên thành tâm thất, gây ra tiếng tim thứ tư trên tâm thanh đồ. Trong thời kỳ thu nhĩ thì nó kéo dài là 0,1 giây và nó sẽ nó đổ đầy thất là 20% lượng máu đến thất, và sau khi nhĩ thu thì nó sẽ giãn ra trong suốt khoảng thời gian còn lại là 0,7 giây. Tiếp theo là thu thất. Thu thất thì gồm có hai giai đoạn, đó là giai đoạn là giãn đẳng trường, isovolumetric contraction, và giai đoạn là giãn đẳng trương, hay còn gọi là thì tống máu, hay còn là ejection. Trong giai đoạn thì giãn đẳng trường thì lúc này là thu hấp này sẽ bắt đầu lúc là đóng van nhĩ thấp đến lúc là đóng van tổ chim. Van tổ chim gồm có là van động mạch chủ và van động mạch phổi. Bên này bắt đầu thu hấp thì nó bắt đầu từ đỉnh sóng R của phút 1 QRS đến lúc là kết thúc thúc sóng T. Thì thu hấp gồm có, như đã nói, thì gồm có là giai đoạn là giãn đẳng cơ, còn có giai đoạn là co đẳng trường và giai đoạn tống máu. Co đẳng trường thì lúc này là bắt đầu là lúc là van nhĩ thấp nó đóng lại, sẽ gây ra là sẽ tạo ra là tiếng tim thứ nhất trên tâm thanh đồ. Thì khi mà van nhĩ thấp nó đóng lại thì buồng của tâm thất nó trở thành là buồng kính, vì van nhĩ thấp và van tổ chim nó đều đóng lại hết. Lúc này thì thể tích tâm thất nó sẽ không thay đổi, chiều dài cơ tim nó cũng sẽ không thay đổi, nhưng mà áp suất ở tâm thất nó sẽ tăng dần dần lên. Tăng đến lúc mà khi mà áp suất của tâm thất trái nó cao hơn áp suất của động mạch chủ và áp suất của tâm thất phải nó cao hơn áp suất của động mạch phổi, tức là áp suất của tâm thất trái nó phải cao hơn 80mm thủy ngân và áp suất của tâm thất phải nó phải cao hơn 10mm thủy ngân, thì bắt đầu giai đoạn là tim tống máu ra ngoài, là bắt đầu giai đoạn là tống máu. Đây, áp suất nó sẽ tăng từ từ. Trong giai đoạn này là trong giai đoạn tống máu thì chia làm là hai giai đoạn nhỏ, nó là giai đoạn tống máu nhanh và giai đoạn tống máu chậm. Trong giai đoạn tống máu nhanh thì áp suất sẽ từ từ tăng lên cực đại của áp suất bên tâm thất trái là lên tới là 110mm thủy ngân và trong tâm thất phải là 25mm thủy ngân. Này tương ứng với khoảng thời gian là 0,18 giây tính từ lúc mà bắt đầu thu thất. Sau đó thì áp suất của tâm thất trái, cả hai tâm thất nó sẽ giảm từ từ xuống. Đó là giai đoạn là tim tống máu chậm. Nó sẽ giảm đến lúc mà cái áp suất của tâm thất trái nó thấp hơn áp suất của động mạch chủ và áp suất của tâm thất phải nó thấp hơn áp suất của động mạch phổi, thì lúc này là cái van tổ chim nó sẽ đóng lại. Khi van tổ chim đóng lại thì nó sẽ tạo ra là tiếng tim thứ hai trên tâm thanh đồ. Đây. Và nó ở cuối thời kỳ này, ở cuối cái giai đoạn này thì cũng sẽ ghi được cái sóng T trên cái điện tâm đồ. Trong cái thời kỳ thu thất thì cái thể tích tâm thu là thể tích tâm thất tống máu qua các động mạch, thì nó tống được từ 70 đến 90 ml. Còn thể tích còn lại trong tâm thất là khoảng là 50 ml. Nó thể tích 50 ml còn lại trong tâm thất này nó thường ổn định qua các nhịp tim, nếu mà có sự thay đổi thì là biểu hiện cho các bệnh
còn lại dưới 50 ml đi thì là cái độ co thắt, độ co thắt của tim sẽ tăng lên hoặc là giảm sức cản ngoại vi. Trong cái trường hợp mà suy tim thì lúc này là thể tích còn lại trong tâm thất nó sẽ lớn hơn cả cái thể tích tấm máu đi luôn. Tiếp theo là giai đoạn là trung tâm. Trung tâm như vậy. Trung tâm thì gồm có là hai trung tâm thì gồm có là giai đoạn là giãn đẳng trường, là tương ứng là isovolumetric relaxation, và giai đoạn thấp đổ đầy máu là ventricular filling. Trong giai đoạn là giãn đẳng trường thì thể tích áp suất trong tâm thất nó sẽ giảm dần xuống, và nó sẽ giảm xuống, và khi mà áp suất trong tâm thất thấp hơn áp suất trong tâm nhĩ thì lúc này là van nhĩ thất nó sẽ mở ra, máu nó sẽ chảy xuống từ tâm thất đến tâm nhĩ. Lúc này thì nó sẽ tạo ra những rung động trên thành tâm thất và nó sẽ tạo ra tiếng tim thứ ba trung tâm thanh đồ. Trong giai đoạn thì trong giai đoạn tiếp theo thì lại là giai đoạn là đổ đầy máu trong tâm thất, lại chia làm hai giai đoạn nhỏ là giai đoạn đổ đầy nhanh và giai đoạn đổ đầy chậm. Giai đoạn đổ đầy nhanh thì nó sẽ đổ đầy đến 80% lượng máu trong thất, và giai đoạn đổ đầy chậm thì nó chiếm 20%. Thì giai đoạn đổ đầy chậm nó sẽ trùng với cái thời kỳ thu nhĩ. Là mình đã sơ lược về xử lý các tiếng tim. Ở phần này thì các bạn có câu hỏi gì? Nếu mà không thì đi qua tới phần tiếp theo. Sơ lược về các tiếng tim và các bệnh lý liên quan. Mình xin nhắc lại là tiếng tim thứ nhất. Thường thường thì tiếng tim thì mình hay dùng từ là quần tập để cho dễ liên tưởng, nhưng mà trong cái mặt răng thì nó dùng từ lúp đúp gọi là lúp đúp rhythm. Tiếng tim thứ nhất S1 lúp được tạo ra bởi tiếng của van nhĩ thất đóng bắt đầu thì tâm thu. Tiếng tim thứ hai S2 lúp được tạo bởi của van động mạch chủ và van động mạch phổi đóng kết thúc thì tâm thu. Mình có cái audio về cái liên kết về cái tiếng tim bình thường, thì cái này mấy bạn phải đem để nghe để nghe sẽ rõ hơn. Về mình xin nói em thì âm mình xin nói vậy. Mình xin nói cái âm thanh tạo ra khi mà tại sao mà đóng van nhĩ thất thì ta lại nghe được cái tiếng tim này. Thứ nhất là nguyên nhân được cho đầu tiên á, là cái mỗi van nhĩ thất thì gồm có nhiều lá, ví dụ như là van nhĩ thất phía bên phải thì gồm có 3 lá van, van nhĩ thất phía bên trái thì gồm có 2 lá van. Và khi cái van này nó va đập vào nhau, lúc mà nó đánh lại thì sẽ tạo ra tiếng tim, nhưng mà đó không phải là nguyên nhân chính tạo ra tiếng tim. Tại vì sao? Tại vì lúc mà có dòng máu đệm giữa các lá van thì nó sẽ ngăn chặn, nó sẽ ảnh hưởng đến việc là va đập giữa các lá van vào nhau. Nó sẽ ngăn chặn việc hình thành nên tiếng tim. Vậy lý do chính của việc hình âm thanh tiếng tim đó là sự rung động của việc căng phồng cái van. Khi mà cái van đóng lại, căng phồng ngay lập tức của cái van đó khi mà nó đóng lại. Ngoài ra thì nó kèm theo là sự rung động của thành tâm thất và sự rung của các mạch máu lớn quanh tim, nên ta sẽ nghe được cái âm thanh tiếng tim. Tiếng S1 đanh gặp bị hẹp lỗ van hai lá, tiếng S1 V gặp khi hở van hai lá, hở van ba lá kèm dịch màng ngoài tim. Hai van này đóng không cùng lúc sẽ tạo ra tiếng S2 tách đôi. Nếu đóng cùng lúc nhưng mạnh hơn bình thường gọi là S2 đanh, gặp trong bệnh hẹp lỗ van hai lá, tăng huyết áp động mạch. Hai bên này đóng cùng lúc thì tạo ra tiếng S1 đó. Cả hai, là cũng một chủ gần một quả mà. Cho nên là S1. Rất lộn. Về tiếng thứ ba sinh lý gặp ở người bình thường thì tiếng S3 thì đi sau tiếng S2, tiếng S3 được hình thành là do giai đoạn đầy máu nhanh ở bắt đầu thì tâm trương, máu từ cơ xuống thấp và chạm vào tâm thất. Ở ba sinh lý nó phân biệt cho ba bệnh lý để chọn là ba sinh lý một là yếu nó mò hơn thì nó mò hơn hai nên ba bệnh lý thì nó nghe rất là rõ. Tiếp theo mình nhắc lại về tiếng tim S4, máu từ nhĩ xuống thấp tạo ra những dao động nhỏ hình thành tiếng tim thứ tư trên tâm thanh đồ. S4 trong thời kỳ đổ đầy thất chủ động, tức là thời kỳ thu nhĩ. Tiếng lắc mở van hai lá nghe thấy ở mõm tim hoặc liên sườn 4-5 cạnh ức trái, gặp trong bệnh hẹp lỗ van hai lá, van bị sơ cứng phôi hóa,
nên khi mở tạo ra tiếng lắc, tiếng lít. Gặp ở bệnh xa van hai lá, khi đóng van hai lá thì lá van bị xa bật lên nhảy trái tạo ra tiếng lít đi xa ít một, rồi đi đến tiếng thổi thì cũng thu. Thì một hồi mình sẽ có like nói về các tiếng thổi điển hình thường gặp. Tiếng cọ màng ngoài tim, do viêm màng ngoài tim, nó được tạo ra khi tim co bóp, tạo ra khi tim co bóp, lá thành và lá tạng của màng ngoài tim sẽ cọ sát vào nhau gây ra tiếng cọ màng ngoài tim. Còn có nhiều tiếng tim khác như là tiếng đại bác và tiếng tim mật cung. Sơ lược về cái tiếng tim liên quan ở đây thì mình sẽ nói về đây là các hình dạng tâm thanh đồ về các tiếng tim bình thường và bất thường ở tim, và chủ yếu ở đây là mình nói về cái tiếng thổi. Về cái tâm thanh đồ A là cái tâm thanh đồ bình thường, nó các tiếng tim bình thường. Tâm thanh đồ B là tâm thanh đồ là tiếng thổi ở thời kỳ tâm thu khi mà bị hẹp van động mạch chủ. Ở tâm thanh đồ C là tiếng thổi thời kỳ tâm thu khi mà bị hở van hai lá. Ở tâm thanh đồ D là tiếng thổi thời kỳ trăng trương khi mà nó bị hở van động mạch chủ. E là tiếng thổi thời kỳ tâm trương khi mà nó bị hẹp van hai lá. F là tiếng thổi khi ta nghe được khi còn ống động mạch. Mình nói về chi tiết từng cái. Khi nói về là khi mà bị hẹp van động mạch chủ thì nghe được tiếng thổi ở thời kỳ tâm thu. Thì lúc này là do là khi mà thời kỳ tâm thu thì máu phải tống từ là trong thất trái lên động mạch chủ. Và lúc này nó phải tống qua một cái chỗ hẹp do là cái chỗ van nó bị sơ hóa. Nên nó phải buộc để đáp ứng cái tình hình này thì thất trái nó phải tăng cái áp lực lên và có thể áp suất trong thân thất trái có thể lên đến là 300mm thủy ngân. Nhưng mà trong áp lực áp suất ở trong động mạch chủ thì nó vẫn giữ nguyên, cho đó là hiện tạo ra một cái hiện tượng vòi phun, nó sẽ tống máu đi với một cái tống máu rất là mạnh với một vận tốc rất là lớn. Từ đó là sẽ tạo ra khác lực mạnh mẽ của máu lên thành của động mạch chủ, gây ra sự rung động lớn và tiếng thổi nghe rất là rõ. Tiếp theo thì mình sẽ liên tưởng thì mình sẽ đi đến là tiếng thổi ở thời kỳ tâm trương khi mà bị hở van động mạch chủ. Khi mà hở van động mạch chủ thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thở thời kỳ tâm trương. Bởi vì khi hở van động mạch chủ thì ở thời kỳ tâm trương thì lúc này là áp lực ở động mạch chủ nó sẽ lớn hơn áp lực của tâm thất trái nên máu nó sẽ cuộn ngược lại. Nên chúng ta nghe thấy là tiếng thở thời kỳ tâm trương. Rồi. Tới tâm thanh đồ phía tới C, tâm thanh đồ phía C là tiếng thở ở thời kỳ là tâm thu. Khi mà van hai lá bị hở. Khi mà van hai lá bị hở thì ở thời kỳ tâm thu thì tâm trái thất trái nó sẽ tống máu đi. Nhưng mà khi mà van hai lá nó hở ra thì thất trái nó sẽ, lúc mà tống máu vào động mạch chủ đó, nó sẽ tống ngược lên nhĩ trái. Sẽ nghe thấy tiếng thổi ở chỗ này. Nhưng mà do nhĩ trái nằm ở phía sau hơn lồng ngực nên chúng ta không thể nghe thấy tiếng thổi bằng cách là đặt lên nhĩ trái mà nghe, mà thường kết quả là ta phải đặt xuống đỉnh tim và nghe tiếng thổi lúc mà bị hở van hai lá. Tiếp theo là lúc mà lúc mà hẹp van hai lá thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thổi ở thời kỳ là tâm trương. Vì lúc mà ở thời kỳ tâm trương thì máu nó phải đẩy từ nhĩ xuống thất, nó máu nó phải đẩy từ nhĩ xuống thất mà đẩy vào một chỗ hẹp, nhưng nó không có đáp ứng giống như là bên nó không thể đáp ứng kịp, đó là cái áp suất trong tâm nhĩ không thể tăng lớn hơn 30mm thủy ngân nên nó không thể tăng cường lượng máu từ nhĩ xuống thấp được. Nên lúc này thì ta sẽ nghe thấy tiếng thổi, nhưng mà cái tiếng thổi ở lúc này nó sẽ yếu và với tần số rất là thấp nên dưới ngưỡng nghe của người nên ta khó có thể phát hiện được tiếng thổi khi mà biểu hiện van hai lá. Ở hai slide tiếp theo thì mình đã tóm gọn ngắn gọn lại cái tiếng thổi để cho mấy bạn có thể dễ dàng để xem được. Nên mình sẽ đi tiếp qua cái định nghĩa về cái nhịp ngựa phi. Đó là quy luật định nghĩa về nhịp ngựa phi thì nhịp tim bình thường gồm có hai nhịp tim cơ bản, đó là tiếng S1 và S2. Lớp đứt rhythm được tạo ra do đóng các van ở tim. Nhịp ngựa phi bao gồm thêm âm thanh khác, đó là S3, 4, lúc này sẽ tạo ra 3 hoặc 4 tiếng tim liên tục luôn. Nó sẽ tạo ra âm thanh giống như là tiếng chạy nước kiệu của ngựa. Khi mà nhịp tim quá nhanh, ở đây là tần số lớn hơn 120 lần trên phút, sẽ tạo ra sự cộng gọn nhịp ngựa phi summation, đó là khi đó không thể phân biệt rõ được giữa S3 và S4. Ở
ở đây mình sẽ phân loại nhiễm ngữ phi dựa vào thời kỳ đổ loạn thấp. Ví dụ hồi nãy mình đã nói là nhiễm ngữ phi gồm có là S3 gai lập và S4 gai lập, thì tương ứng với chỗ này là có her style ventricle gai lập. Mình có liên kết các cái đường link về các trang web nghe rõ các tiếng tim này, thì mấy bạn khi ấn vào cái đường link này thì sẽ hiện lên cái trang web, chính bạn có thể nghe được rõ hơn. Thì nhắc lại về sự hình thành S3, đó là xảy ra lúc bắt đầu 1/3 thời kỳ giữa tâm trương, khoảng 0.12 đến 0.18 giây sau tiếng S2. Lúc đầu tim nó hút máu về nhanh, áp suất trong tâm thất tăng dần. Thì lúc này là trong cái thời kỳ này là tâm thất đổ đạt tới 80% lượng máu về thất. Khi máu về thất thì sẽ gây ra tiếng tim S3 trong tâm thành độ. Về atrial gai lập thì đổ đầy, nói về sự hình thành, nói lại về sự hình thành cái tiếng tim S4, đó là đổ đầy tiền tâm thu, là thời kỳ tim hút máu về chậm, thì đổ đầy 20% lượng máu về thất, xảy ra cùng với thời gian tâm nhĩ thu, máu từ nhĩ xuống thất, tạo nên tiếng tim thứ tư trong tâm thành độ. Ngoài ra khi nghe được cả S4, S1, S2, S3 thì chúng ta sẽ có, người ta gọi nó là third and fourth heart gai lập. Còn cái summation gai lập như đã nói thì có nghĩa mà nhịp tim nó nhanh trên 120 lần trên phút thì chúng ta sẽ nghe được cái nhịp ngữ phi này. Điều kiện liên quan của nhịp ngữ phi, nhịp điệu ngữ phi có thể nghe ở những người trẻ hoặc là ở các vận động viên, thường thì nó là tiếng ngữ phi S3, còn S4 thì đa số là nó chỉ xuất hiện khi bệnh lý thôi. Nhưng nó cũng là dấu hiệu cho các bệnh lý về tim nghiêm trọng như là suy tim và phù phổi. Một là quá tải tâm thất, hai là nhịp xoang nhanh. Hoàn cảnh, ở đây mình trong bài này mình sẽ nhấn mạnh kỹ về hoàn cảnh xảy ra của S3 gai lập, đó chính là ventricle gai lập. Gồm có là 20 nhân chính gây ra cái nhịp ngữ phi S3. Thứ nhất đó là do đổ đầy thất nhanh, và thứ hai là do là chức năng thất trái suy giảm. Về đổ đầy thất nhanh thì nguyên nhân gồm có là ba nguyên nhân nhỏ khác, có thể nhỏ đó là hở van hai lá, tăng áp lực nhĩ trái và thất trái không liên thức. Về hở van hai lá thì khi mà van hai lá hở sẽ làm máu vào lại tâm nhĩ trong thời kỳ tâm thu, lấp đầy tâm nhĩ dẫn đến việc đổ đầy tâm thất quá nhanh khi van hai lá mở ra một lần nữa ở thời kỳ tiếp theo. Tăng áp lực nhĩ trái và thất trái thường là kết quả của phì đại thất. Thông liên thất thì cho phép là đổ đầy thất nhanh từ tâm thất bên kia. Chức năng của thất trái suy giảm thì còn có là bệnh lý về cơ tim, và thứ hai là nhồi máu cơ tim thành sao. Sự chết các mô trên thành tâm thất do không được cung cấp máu là nguyên nhân làm thành tâm thất di động không như bình thường, đồng nghĩa với việc co bóp chậm nên đổ đầy thất nhanh. Bây giờ mình sẽ giải thích tại sao mà trong nhồi máu cơ tim thành sao dưới thì nhịp tim nó lại chậm. Như các bạn đã biết thì máu nuôi tim thì là cái động mạch vành, thì gồm có là chính động mạch vành trái và động mạch vành phải và động mạch vành trái. Cái nhánh động mạch vành phải đó thì nó chịu trách nhiệm là nuôi phần tâm nhĩ phải và mặt sau của tâm thất phải. Còn nhánh động mạch vành trái thì nó lại chia làm hai nhánh, đó là nhánh LAD thì nó chịu phụ trách là nuôi mặt trước tim và bắc gian thấp. Và nhánh thứ hai là nhánh Cortex thì nó phụ trách là nuôi phần thành bên phía bên trái của tim, và nó sẽ chiếm ưu thế hơn khi mà nó ở chiếm nuôi máu ở thành sau tim. Riêng về nhánh động mạch vành phải thì ngoài ra thì nó sẽ cung cấp là 90% máu nuôi nút nhĩ thấp. Còn bên Cortex thì nó chỉ chiếm 10% máu nuôi nút nhĩ thấp. Cho nên khi mà bị nhồi máu cơ tim là thành sao dưới thì nó sẽ bị tắc động mạch vành phải hoặc nhắc động mạch vành phải, lúc này sẽ làm tổn thương nút nhĩ thấp. Tại vì nút nhĩ thấp là tới 90% máu được nuôi từ đây lận. Khi mà nút nhĩ thấp bị tổn thương á, thì khi mà nút xoang thất nhịp thì nó sẽ gây cử cực nhĩ và bắt đầu nó đi xuống, nhưng mà nó do và nút nhĩ thấp bị tổn thương nên nó không thể đi xuống mà gây cử cực thất được. Lúc này thì các ổ phát nhiệt thứ cấp tại thất nó sẽ đứng lên phát nhiệt, nhưng và do tần số phát nhiệt của nó thấp nên lúc này là nhịp tim trong nhồi máu cơ tim thành sao dưới là sẽ gây là nhịp chậm. Như đã nói là tại sao là trong nhồi máu cơ tim thành sao dưới thì lại gây tiếng S3, thì như nãy đã nói là do cơ tim bị hoại tử thì nó sẽ thiếu oxy đến nuôi. Thiếu oxy đến nuôi thì nó sẽ không thể là không thiếu oxy thì canxi không thể đi vào tế bào, do đó nó không thể hoạt hóa cái hoạt động của cái hệ enzyme, đó là
ATPase, do đó là không đủ năng lượng để có thể nuôi cơ tim, nên cơ tim nó sẽ co bắp chậm đi, mà co bắp chậm thì tạo điều kiện cho sự rỗ đại thấp nhanh, mà khi rỗ đại thấp nhanh thì sẽ ngang thành ớt bào. Về phân loại clip thì như đã học về clip thì người ta phân thành 4 cấp. Là clip 1 thì clip 1 được biết đến là nó không có dấu hiệu của sự suy tim, không có huyết động ở phổi. Clip 2 nó được định nghĩa đó là nghe ra ở 1/2 phổi, mà trong cái tài liệu cơ định là nghe ở ra ở 1/3 dưới đáy phổi, còn trong cái tài liệu của NCBI thì nó chỉ đề cập là nghe ra ở phổi thôi, và nghe được tiếng S3. Và lúc này là áp suất của tâm thu nó sẽ lớn hơn 90 mm thủy ngân. Clip 3 thì lúc này là trong giai đoạn là phù phổi cắt, có thể là do nguyên nhân là suy thất cái nặng hoặc là biến chứng của sa van hai lá cắt. Lúc này là áp suất của tâm thu nó sẽ lớn hơn 90 mm thủy ngân. Còn clip 4 định nghĩa khi nó bị sốc tuần hoàn, kèm theo là cái áp suất tâm thu nó nhỏ hơn 90 mm thủy ngân, có nghĩa là bị trụy mạch luôn. Lúc này thì tiên lượng tử vong của clip 1 nó sẽ nhỏ hơn 5%, clip 2 nó sẽ từ 10-20%, clip 3 nó sẽ từ 35-45%, còn clip 4 nó lên đến là 75-85% tử vong. Mình xin cấp độ phòng Denton thì ta vẫn nghe được tiếng ngựa phi ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim sau dưới với nhịp chậm 120 lần trên phút, là tiếng ngựa phi đơn độc S3 do S1 và S2 bị mờ đi. Định nghĩa là clip 2 răng ứ ở 1/3 dưới đáy phổi hoặc nghe tiếng ngựa phi S3 đơn độc. Đây là các tài liệu mình đã tham khảo. Cảm ơn thầy. Đây là phần trình bày của bạn, rồi tới đây vẫn còn mở ra một câu hỏi chưa có giải quyết được. Câu hỏi đó là ngựa phi trên lâm sàng là khi nào mạch trên 120, mà ta biết là nhồi máu cơ tim bên phải và đặc biệt là thành sau dưới thì là nhịp tim chậm. Như vậy bạn vẫn kết luận rằng có Philip, có galop, tức là có ngựa phi. Dạ. Nhưng mà ngựa phi đó không phải là ngựa phi của cơ chế S3 và S4 nhập chung, mà là do S3 và S4 vẫn còn tách riêng. Ngựa phi này cơ chế nó khác. Như vậy qua cái đề tài này ta lại mở ra một cái brainstorm nữa, nhưng brainstorm đó không phải cho lớp mình mà cho những lớp khác, và thầy suy nghĩ lại xem là có cho brainstorm lớp mình nữa hay không. Dữ liệu là bởi vì cái bài của bạn tới đây vẫn chưa kết thúc, cái kết luận của bạn vẫn còn mở ngọt. Ta biết rằng để làm bài tập theo kiểu Mỹ, các bạn vẫn làm bài tập theo kiểu hồi xưa chúng ta học tập luận văn ở cấp 2, cấp 3, đó là một cái bài tập luận văn, một bài luận văn đều phải có 3 phần, đó là introduction, body và conclusion. Tuy nhiên có những cái conclusion mà người ta mở, người ta gọi là open, tức là để cho người đọc tự kết luận, còn người viết không kết luận. Bây giờ như vậy tới đây thì tác giả đã kết luận nhưng mà lại là chưa kết luận. Đây không phải là conclusion mà cũng không phải là open conclusion, mà một dạng chút xíu thầy phát hưởng xong thầy phân tích tiếp. Giờ tắt lên trên này.